sắp có bom nổ rồi anh em ơi. Từ nay đến Tết thì mình dự đoán là khả năng sẽ còn rất nhiều cái quả bom nữa sẽ nổ và tập trung chính vào cái mảng NFT game. Và đây là một trong số những quả bom sắp nổ trên sàn Make và Bybit. Quả bom này có tên gọi là Crop by Test, đồng token của nó là CBX. Ok. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Để cập nhật được thêm những quả bom sắp nổ trong thời gian tới thì anh em nhớ subscribe kênh YouTube của mình. Sang tuần sau thì mình sẽ liên tiếp lên cho anh em ba cái tựa game cực kỳ hot cho cái nền tảng NFT mà sắp tới sẽ khởi chạy. Tất cả những cái kèo này thì đa số đều đang trong giai đoạn gọi là ấp trứng, tức là nó đang ấp trứng thôi chứ nó chưa hề nở, chưa có những phiên bản game chính thức được phát hành, cho nên là anh em vào sớm thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội ích tài sản hơn. Cho nên anh em nhớ subscribe kênh YouTube của mình, sang tuần mình sẽ cập nhật thêm cho anh em. Còn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nổ cho các bạn một quả bom mang tên là Crop by Test, đồng token của nó là CBX. Ok, thì cái này đang là cái dự án đầu tiên được khởi chạy trên nền tảng của sàn Make. Nó là một cái chương trình LandPass đã được đổi tên. Ok, thì đầu tiên Crop by Test nó là đồng token gì và nó đang gọi là về cái lợi thế đường dài, nó sẽ có những cái gì hay để chúng ta xứng đáng ai tham gia IEO cho cái đợt IEO trên sàn Make này. Ok, thì cái cách để chúng ta tham gia LandPass con CBX cũng như là cái cách để chúng ta mua được vé IEO đầu tiên trên sàn Make về cái đồng token này thì có lẽ là cuối video mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Còn bây giờ mình sẽ đi qua một chút cho anh em về những cái phân tích của mình về cái đồng token CBX này, nó có tiềm năng và nó có đáng để chúng ta đầu tư hay không. Trước khi đi vào phân tích chi tiết từng phần một thì mình cũng nói qua với anh em một chút, đó là khẩu vị đầu tư của mỗi người thì nó sẽ khác nhau. Và mình thì cũng có những cái tiêu chí để mình đánh giá được chất lượng của một dự án, liệu rằng nó có thể đi được đường dài hay không. Tuy nhiên khẩu vị của mỗi người thì nó khác nhau, cho nên những video như thế này thì các bạn chỉ xem đó như là một những cái nguồn thông tin để các bạn tham khảo thôi. Các bạn xem mình phân tích thấy ok, à cái dự án tiềm năng ok, có thể đầu tư được, thì cái việc đầu tư hay không là quyền quyết định của các bạn. Khẩu vị mỗi người một khác, cho nên hãy xem những cái video của mình là những cái thông tin tham khảo chứ không phải là những lời khuyên đầu tư. Ok, thì đầu tiên thì cái đồng token CBX này thì nó nằm trong cái nền tảng NFT nhá. Nó cũng là một tựa game nằm trong nền tảng NFT. Còn nó là như thế nào thì đây, tất cả các cái thông tin của cái dự án nó nằm trên cái đường link này và link mình sẽ để dưới phần mô tả video hết. Để tham gia cái dự án này, cái đợt LandPass lần này thì các bạn phải có một tài khoản Make và đã được KYC thành công nhá. Còn bạn nào mà chưa đăng ký thì có thể đăng ký theo đường link hoặc là mã giới thiệu của mình. Mình ghi ở trên màn hình ở phía bên dưới phần mô tả video cũng có. Khi mà đăng ký tham gia theo cái link của mình, các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch bên sàn Make. Sau đó thì nếu đã đăng ký theo cái rep của mình rồi nhá, thì các bạn vào trong cái nhóm Telegram Đu Cột Điện, add contact của admin, sau đó thì các bạn nhắn cái ID cho mình. Mình sẽ cho các bạn tham gia vào cái nhóm Premium, một cái nhóm mà ít người thôi nhưng mà phím kèo lẫn nhau ở trong đó rất là sung. Rồi thì cái dự án này thì đây chính là cái website chính của cái dự án CBX này. Thì các bạn truy cập vào link này và mở ra cái trang chủ của nó. Về cái khía cạnh tổng quan thì mình sẽ cung cấp cho các bạn 6 cái yếu tố, mình dùng những yếu tố nào để mình phân tích một dự án. Đầu tiên là cốt truyện của game, thì game có hay, có cuốn hút, có phổ thông, có như thế nào đó thì nó mới có sức phát triển trong tương lai được, đúng không ạ? Thứ hai là về vấn đề tổng cung và các giai đoạn phát triển lock và unlock token. Gần như cái này chính là cái cốt lõi để giúp chúng ta có thể gọi là phân tích được rằng một dự án nó có thể phát triển lâu dài được hay không. Thứ ba là maker, tức là các cái quỹ đầu tư và các cái chuyên gia hỗ trợ. Thứ tư là team building, tức là đội ngũ sáng lập và phát triển của nhà phát hành game. Sau đó là các yếu tố về social, về cái khả năng phát triển cộng đồng của họ là như thế nào. Và thứ sáu đó là cái người dùng quan tâm. Cái này các bạn chú ý, đặc biệt lưu ý giúp mình nhá. Mình không phải chê người Việt đâu, nhưng mà thực sự mà nói là các cái dự án nếu mà chỉ có 100% người Việt tham gia thì đa số trong số đó là cứ được một thời gian là có vấn đề hết. Đấy, và khi mà chúng ta check được một dự án mà có được nhiều quốc gia khác tham gia, và đặc biệt là các quốc gia ví dụ như là Philippines hay là Mỹ hay là Ấn Độ các thứ người ta tham gia, thì chắc chắn là cái khả năng phát triển đường dài của nó sẽ cao hơn rất nhiều so với các cái dự án mà gần như là tất cả 100% đều là người Việt Nam. Ok, thì đó là 6 cái yếu tố để mình có thể phân tích được một dự án. Tức là ở đây mình một cái số điểm tối đa mà mình đánh giá cho một dự án đó là 6 điểm, 6 trên 10 điểm.
Còn 4 điểm còn lại nó phụ thuộc các cái yếu tố ở phía bên ngoài tác động, ví dụ như là thị trường này, hay là các cái vấn đề liên quan đến team có xây dựng được những cái sự kiện nó thu hút thêm thành viên hay không, vân vân. Đấy, đó 4 điểm còn lại thì nó phụ thuộc vào các cái yếu tố mà gần như là chúng ta không thể phân tích trước được. Còn 6 điểm tối đa là số điểm mà mình dành cho tất cả các dự án mà mình phân tích. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phân tích cái dự án này. Đầu tiên về cái nền tảng thì ngay vào trang chủ thôi, các bạn đã nhìn thấy cái link lượt tải trên App Store và Google Play đây, đúng không ạ? Vậy thì chứng tỏ rằng cái game này đã được ra game rồi, đã ra game rồi và nó đã có nền tảng trên App Store cũng như là Google Play rồi. Ví dụ bây giờ mình đang dùng Google Play, mình sẽ click vào Google Play để mình kiểm tra chút một tí. Đây, các bạn xem như thế nào nhá. Ok, và game này thì hiện tại là đây, mình hơn 100.000 lượt tải xuống rồi nhá. Hơn 100.000 lượt tải xuống rồi. Có nghĩa là cái cộng đồng của nó cũng đang là rất là mạnh và hơn 3.000 lượt đánh giá. Ok. Rồi, đó là cái thông số thứ nhất. Thì mình chỉ dùng cái này cho nên Android cho nên mình không check được trên App Store nhé. Rồi, một điểm cộng khá là hay đấy. Game đã ra và đã có các cái nền tảng và đã có thể chơi thử nghiệm được rồi. Cái mô hình game về cái cốt truyện thì mình thấy là cái game này nó khá là giống với những cái game truyền thống kiểu như nông trại ấy, nông trại vui vẻ các thứ ấy. Ok, thì cái này nếu các bạn trước đây đã chơi những cái game kiểu nông trại này thì chắc chắn là các bạn không lạ gì nữa rồi đúng không ạ? Nhưng mà nó khác với các cái game nông trại truyền thống ở chỗ là khi mà các bạn tham gia vào crop by test này thì các bạn khi mà nuôi chăn nuôi và trồng cây các thứ thì những cái vật phẩm đấy các bạn có thể đem ra bán và quy đổi nó thành tiền thật được. Nó khác với các cái game truyền thống ở đây. Cho nên là sắp tới mình nghĩ cái game này nó sẽ đánh bại hoàn toàn số lượng người dùng so với các cái game truyền thống. Ok, một điểm cộng đúng không ạ? Về cái game cốt truyện game là kiểu tựa game nông trại và các bạn biết là các cái game truyền thống trước đây người ta đã gọi là chơi và ăn rồi suốt ngày cống tiền cho nhà phát hành game mà nó đã gọi là phát triển mạnh và thu hút đến bao nhiêu lượng người chơi rồi. Thì những cái game mà vừa chơi theo kiểu truyền thống này mà lại đào được ra tiền đúng không ạ? Thì kiểu gì kiểu sớm muộn thôi nó cũng sẽ phát triển rất mạnh. Ok, đó là một cái điểm cộng của cái dự án này. Rồi, chúng ta sẽ kéo xuống một chút để chúng ta phân tích tiếp những cái thông tin tiếp theo. Đây, Blacker, đây là các cái quỹ đầu tư. Toàn là những cái quỹ gọi là hàng đầu thế giới. Còn chi tiết về các cái quỹ này thì có khi là anh em tự lên Google search tra thông tin. Còn nói ở đây thì sợ nó dài quá. Và các cái thông tin về các cái chuyên gia và những cái core founder cũng như là các cái người đào tạo thị trường, các chuyên gia phân tích tư vấn hỗ trợ. Đây, những cái thông tin của ông này thì nói thật là người Việt Nam hoặc là Mỹ thì mình còn biết. Còn mấy ông kiểu Ấn Độ này thì mình cũng không nắm được nhiều thông tin. Thì các bạn click vào từng profile của mỗi người để các bạn phân tích thêm nhé. Riêng cái phần Blacker này thì với các cái quỹ đầu tư như thế này thì mình đánh giá đây là một điểm cộng nữa. Và mình nghĩ là sắp tới sẽ có nhiều quỹ hơn tham gia vào cái dự án này. Mới mở IEO còn chưa có contract cho nên là sắp tới chắc chắn sẽ có thêm nhiều quỹ nữa là nhảy vào những cái dự án kiểu như này để đầu tư. Rồi, tiếp theo là cái thông tin về đây các cái vật phẩm trong game đây. Đấy, và sau này các bạn có thể khi mà các bạn chăn nuôi và trồng trọt ở trong những cái game này thì các cái vật phẩm như là bò sữa hay là ngôi nhà hay là củ cà rốt các bạn đều có thể bán quy đổi ra thành tiền thật được. Ok, thì đó là những cái thông tin đây. Một cái mô hình game nhìn rất giống với nông trại đúng không ạ? Các cái game tựa game kiểu nông trại. Rồi, rất là phổ thông và mình nghĩ là càng phổ thông thì càng nhiều người tham gia bởi vì các cái game truyền thống nó đã phát triển được cái gọi là nó đã khẳng định được cái sức thu hút về cái cốt truyện của game rồi đúng không ạ? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ phân tích tiếp đến một cái vấn đề nữa về cái team outsource. Thì mình khả năng mình thấy mặt của tất cả các thành viên ở trong này đều là dân Ấn Độ đúng không ạ? Thì có nghĩa rằng là cái game này nó được phát triển bởi người Ấn Độ thôi. Đấy, The Dream Team này. Còn những ông này là ai thì các bạn kích thẳng vào profile và tìm hiểu kỹ giúp mình nhé. Riêng mình thấy Ấn Độ là mình đã thấy ngon ngon rồi. Lý do là bởi vì là tất nhiên là không phải mình chê game Việt Nam bây giờ cũng bá lắm chứ. Nhiều game bá cực kỳ luôn. Nhưng mà có người phát triển của người Ấn Độ tức là cộng đồng tham gia thì các bạn biết rồi vừa rồi đấy Trung Quốc người ta bị chính phủ người ta cấm tiền ảo đúng không ạ? Và sau đó thì một lượng vốn rất lớn người ta được rót sang bên Ấn Độ. Rót sang bên Ấn Độ cũng như là các cái quốc gia khác và trong đó có cả Việt Nam nữa thì những cái tựa game này nó sẽ được sự hậu thuẫn bởi một các cái nguồn lực tài chính rất là mạnh cho nên là mình vẫn tạm thời mình sẽ cho cái team building này là một điểm cộng nữa. Ok, bây giờ mình sẽ quay sang water paper của nó để mình kiểm tra xem một chút thông tin nữa nhá. Ok, tải xuống rồi mình bật PDF lên thì cái này dùng trên mobile thì chúng ta sẽ không thể dịch sang tiếng Việt được. Ok, thì đây chính là cái file giới thiệu của game này. Đấy, các vật phẩm được đưa lên và sau này sẽ bán được
Ok, và hiện tại thì trên web của nó đã có chính thức có cái sàn giao dịch cho các cái vật phẩm, các cái sản phẩm của trong cái game này rồi nhé các bạn. Ok, nhìn rất chuyên nghiệp và nó không khác gì chứng khoán cả luôn. Đúng không ạ? Không khác gì Sipo luôn. Và không không ấy, có khi là sau này sẽ có những cái token khác gọi là token con, nó được gọi là list lên những cái sàn kiểu như thế này, và chúng ta sẽ biết đâu đó sẽ được xuất hiện thêm những cái token khác gọi là đi theo cái nền tảng này, đúng không ạ? Và đó chính là một cái điểm cộng tuyệt vời của cái dự án này. Rồi, cái tiếp theo đó là mình sẽ xem cái lưu lượng token được phân bổ như thế nào. Ok, anh em nhìn vào cái biểu đồ này này, trên MEX, cái bài hướng dẫn chi tiết của MEX cũng có rồi, nhưng mà nhìn trên biểu đồ thì chúng ta sẽ nhìn một cách trực quan hơn. Đấy, anh em phóng to ra cái chỗ này. Đấy, cái phần lớn của nó chiếm 32% phần màu cam này, nó nằm ở trong cái phần mining. Mining này mình giải thích cho các bạn nôm na, nó là trong quá trình các bạn chơi game ấy, thì các bạn sẽ làm các cái nhiệm vụ nuôi trồng các thứ để các bạn có thể đào ra được cái số lượng token chiếm tận 30 mấy% này, gần nửa cái bánh đúng không ạ? Về một dự án mà cái lượng token bắt buộc phải đào ra lâu dài như thế này thì mình tin là nó sẽ phát triển được lâu dài. Đấy. Và cái số lượng unlock và token thì các bạn xem cái biểu đồ ở phía bên dưới. Tổng cung của dự án thì đây, như ở đây max của nó là 500 triệu token đúng không ạ? 500 triệu token mà đến tháng 1 năm 2022, tức là Tết Dương lịch năm nay, thì nó mới chỉ phát ra một lưu lượng cực kỳ bé luôn, đúng không ạ? Đến tận 2023, tức là một năm sau, thì nó cũng chỉ mới đạt một cái ngưỡng gọi là còn chưa được một nửa, còn gần gần được một nửa chứ còn chưa được một nửa tổng cái tổng cung lưu hành, tổng cung lưu thông của cái số lượng token trong này, đúng không ạ? Và kế hoạch cái đường dài của nó thì nó phát triển tận 2026 thì lúc đấy mới gọi là gần phát hết cái số lượng token, gần phát hết cái số lượng token này. Cho nên là đây là một cái dự án mà mình dự đoán là nó sẽ phát triển được theo một cái con đường, theo một cái logic đường dài rất là tốt. Cho nên tạm thời mình cũng sẽ đánh giá đây là một dự án rất là tiềm năng. Đồng thời thì đây cũng sẽ là một cái điểm cộng cho cái dự án này. Ok, thì có rất nhiều cái điểm cộng dành cho cái dự án này rồi đúng không? Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích qua một chút về các cái thông tin liên quan đến vấn đề liên quan đến cái social, tức là cái phát triển về mạng xã hội của cái dự án này nó như thế nào nhé. Ở đây, ví dụ nó có hầu hết tất cả các cái kênh truyền thông này. Mình sẽ check qua về cái Twitter này một chút. Rồi, bật Twitter. Ok, dự án vẫn đang rất khiêm tốn trên cái Twitter, hơn 6.000 lượt theo dõi. Bây giờ mình sẽ xem, ui rồi, được theo dõi bởi Hobi này. Các bạn nhìn đấy không ạ? Được theo dõi bởi Hobi thì có nghĩa là sau khi mà Hobi thì các bạn biết rồi, nó nằm trong top 10 những cái sàn gọi là có khối lượng giao dịch lớn nhất trên thống kê của CoinMarketCap đúng không ạ? Và đã được những cái ông lớn này để ý rồi thì sớm muộn gì thì mình nghĩ là sẽ có biến tiếp thôi. Còn biến ở đây là pum nhá. Ok, rồi, đó là cái thông tin về Twitter. Rồi, bây giờ mình sẽ check một chút thông tin liên quan đến Telegram nhá. Telegram thì thường là sẽ có rất nhiều quốc gia khác nhau, người ta sẽ tạo ra những cái channel riêng, những cái nhóm riêng, cho nên mình sẽ copy lại cái tên của cái ông này. Sau đó mình sẽ vào Telegram mình search theo cái tên của những cái hội nhóm kiểu như này. Ok. Ồ, Việt Nam đã có một nhóm riêng rồi này, 388 thành viên. Chỗ này nó có một cái điểm cộng đó là Philippines. Đã có những nhà đầu tư từ Philippines để ý đến dự án này, có nghĩa rằng là các bạn biết rồi, game AXS thì có một lưu lượng rất lớn cái người dùng đầu tư đến từ quốc gia là Philippines. Và tốc độ phát triển của dự án AXS nó như thế nào thì mình sẽ không cần phải nói nhiều ở đây nữa đúng không ạ? Và khi mà đã được sự để ý của cộng đồng quốc tế, người ta tham gia vào thì mình ok, thì về social mình đoán dự đoán rồi, thì đây cũng là một cái điểm cộng nữa của cái dự án này. Đấy. Còn kênh chính của nó thì hiện tại đã có hơn 13.840 lượt subscribe, lượt tham gia vào cái channel của nó. Và để cập nhật thêm những cái thông tin chính thức về các cái dự án này thì các bạn có thể tham gia những cái nhóm kiểu như thế này. Đấy, còn để mà nhận được những cái kèo mới thì các bạn tham gia chơi coin đu cột điện của bên mình. Các bạn cứ search đu cột điện là nó sẽ ra thôi, hoặc là tham gia theo cái đường link mình để ở dưới phần mô tả video. Ok. Rồi, sau một lượt đánh giá thì chúng ta kiểm tra lại một chút nhá. Điểm cộng thứ nhất về cốt truyện này, điểm cộng thứ hai về tổng cung và các cái giai đoạn phát triển nó tận đến 2026 thì mình nghĩ là cái dự án này nó sẽ phát triển theo đường dài được. Và cái lưu lượng phân bổ token nó hơn 30% nằm trong cái quá trình mà người dùng chơi game và người dùng phải khai thác thông qua game. Đấy. Và backer thì nó cũng chưa phân tích cho các bạn được sâu lắm, nhưng mà mình thấy các quỹ đầu tư đều là các quỹ lớn, và sắp tới mới IEO lần đầu tiên ở trên sàn MEX và Bybit thì nó còn chưa có cả con contract ADS, cho nên là mình tin là sắp tới sẽ có nhiều quỹ nữa tham gia vào dự án này. Team Boardin thì nó cũng là một cái điểm cộng bởi vì đội ngũ sáng lập và các chuyên gia toàn là người Ấn Độ, và đã là người Ấn Độ thì chắc chắn sẽ thu hút được một cộng đồng lớn đến từ
quốc gia Ấn Độ, cộng đồng về những cái nhà đầu tư ấy, thì chắc chắn là nó cũng sẽ có một cái điểm nhấn nào đó giúp cho cái thị trường của cái đồng BCX này nó sẽ phát triển được. Về phát triển social thì các bạn đã xem qua rồi, có rất nhiều điểm cộng ở trong này và người dùng quan tâm thì mình đã nói đi nói lại rồi. Hiện tại thì Huobi cũng đã bắt đầu theo dõi cái dự án này. Ok, thì mình dự đoán trong những cái yếu tố mà mình phân tích thì dự án này đạt 6 điểm tối đa. Đấy, còn đó là về phân tích góc độ cá nhân của mình. Còn mình không khuyên bạn nào đầu tư hay gì cả nhé. Còn để tham gia được cái IEO lần 1 đầu tiên mới nhất, lần lăn pack đầu tiên, cái số đầu tiên của sàn MEX, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái thể lệ cũng như là cách để các bạn tham gia. Ok, thì đầu tiên để tham gia được cái IEO ở trên sàn MEX lần 1 đầu tiên luôn nhé, thì các bạn chú ý giúp mình là các bạn cần phải có một tài khoản. Về hướng dẫn đăng ký tài khoản cũng như là tất tần tật liên quan đến MEX, mình có nguyên một playlist hướng dẫn chi tiết rồi. Các bạn có thể tham gia sàn MEX, đăng ký theo rep của mình để được tham gia vào nhóm Premium, để mình và các anh em cao thủ khác sẽ bắn được những nhiều cái kèo ngon hơn cho anh em. Rồi thì để tham gia được cái chương trình LAN Pass lần này thì các bạn sẽ vào, đầu tiên là cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả của video, các bạn có thể vào để xem nó chi tiết hơn một chút nhé. Còn quỹ thời gian, khung thời gian đây. Đầu tiên là các bạn cần phải nắm được giúp mình là tối thiểu là 5.000 MX, tức là các bạn cần phải có một số vốn tương đối là lớn đấy, vì MX bây giờ đang trên 1.6 đô rồi và 5.000 nhân ra thì nó cũng ngót nghét hơn 8.000 đô, và các bạn cần phải nắm được ít nhất tối thiểu là 5.000 cho một vé nhá, 5.000 cho một vé. Và sau đó là các bạn cần phải đảm bảo được cho mình là các bạn hold cái số lượng tài sản đó trong vòng 5 ngày liên tục, 5 ngày liên tục, tức là các bạn không được hold ít hơn 5 ngày. Ví dụ các bạn mua vào 5.000 MX nhưng mà ngày mai ngày kia các bạn đã bán, tức là cái trong cái khung thời gian này các bạn không đáp ứng được. Đấy, khung thời gian là từ 23 giờ ngày 30 tháng 10. Hôm nay là ngày 27 tháng 10 nhá. Đấy, từ ngày 30 tháng 10 cho đến ngày mùng 4 tháng 11 theo giờ Việt Nam, 29 22 giờ 59 đấy, trong 5 ngày này các bạn phải hold tối thiểu là 5.000 MX, 5.000 token MX để các bạn có thể tham gia, càng nhiều thì càng được nhiều vé. Đấy. Ok, thì quy trình cái thời gian phát thưởng các thứ nó diễn ra ở dưới này. Còn tham gia nó như thế nào, hold MX xong thì các bạn cần phải làm thêm một bước nữa. Các bạn bật giúp mình cái MX lên, sau đó thì các bạn để ý giúp mình ở cái menu ở ngay ngoài trang chủ nó có cái nút LAN Pass đây, đúng không ạ? LAN Pass đây, các bạn kích vào giúp mình. Trước thời điểm đó các bạn phải mua được 5.000 MX hold nhá. Sau đó đến ngày mùng 4 tháng 11 thì các bạn truy cập vào LAN Pass và các bạn kích thẳng vào cái dự án này. Kích thẳng vào cái dự án này thì vào thì nó cũng tương tự như ở đây. Nó sẽ có một cái nút cho các bạn claim vé thưởng để nhận được cái số gọi là sổ số ấy. Các bạn vào sớm thì số nó bé mà vào muộn thì số nó lớn. Đấy, còn sau đó thì người ta sẽ random cho các bạn xem là cái vé của các bạn có được trúng mua IDO của cái dự án Crop by Test này hay không nhá. Đấy, thì quy trình cơ chế thì nó tương tự như ở đây thôi. Các bạn nào chưa hiểu rõ ở đây là gì thì có thể xem thêm các video hướng dẫn ở đây, mình đã có rất nhiều video hướng dẫn về ở đây ở trên kênh YouTube của mình. Đây, các bạn vào kênh YouTube của mình là Hồ Quang Hiển Vlog, sau đó các bạn chuyển sang cái tab video. Các bạn kéo xuống một chút thì ra rất nhiều video liên quan đến hướng dẫn tham gia các cái đợt MD của chương trình bên sàn MEX. Thì cái LAN Pass đợt này thì nó cũng claim vé tương tự như là cái những cái chương trình MD trước đây thôi. Ok, thì đó là các cái hướng dẫn cũng như là các cái phân tích của mình với cái dự án Crop by Test này. Chúc anh em thành công. Có câu hỏi gì các bạn có thể tham gia vào các cái hội nhóm Telegram đu cột điện của bên mình và đặt câu hỏi, thì có thời gian rảnh mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.